Chương 71. Tự có cân nhắc. Ta minh bạch. Dương Hân gật đầu, mỉm cười nói: Ta đi về trước. Nhiếp Ni nói. Cùng Dương Hân cáo biệt lặng yên từ tiểu môn đi dị. Mộng yểm yêu hồ kia đã đạt tới 1.200.000. Một thứ như vậy tuyệt đối đã làm cho tất cả mọi người đỏ mắt. Thực lực của Nhiếp Ly trước mắt, nếu là bị người khác theo dõi, nhất định không có năng lực giữ được bảo vật như vậy. May mà không ai biết mộng yểm yêu hồ lại đang trong tay Nhiếp Ly. Tất cả mọi người đều cho rằng mộng yểm yêu hồ đều đang được Dương Hân cất giữ. Người bình thường là không dám làm cho Dương Hân chú ý. Chung quy, địa vị của Dương Hân tại Quang Huy Chi Thành hết sức quan trọng. Nhiếp Ly lặng yên rời đi, cùng Nhiếp Hải, Nhiếp Ân, hai người cưỡi xe ngựa về tới Thiên Ngân Thế Gia. Về cuộc đấu giá mộng yểm yêu hồ và các sự việc khác, tuyệt đối không nói cho ai biết. Nhiếp Ly nhìn hai người Nhiếp Hải, Nhiếp Ân trầm giọng nói. Đó là hiển nhiên, Nhiếp Hải, Nhiếp Ân vội vàng gật đầu. Bọn họ cũng minh bạch được chuyện này cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là bị người khác biết cái bình ngọc thần bí ở trong tay Nhiếp Ly, không chừng đưa tới một ít phiền phức, ngay cả Thiên Ngân Thế Gia cũng không thể xử lý. Này, lợi ích của Nhiếp Ly cũng chính là lợi ích của Thiên Ngân Thế Gia. Chúng ta hiện tại về gia tộc sao? Nhiếp Hải dò hỏi. Không, Nhiếp Ly lắc đầu. Ta muốn đi Toàn Linh Thương Hội mua yêu linh. Mua yêu linh? Người đã đến Bạch Ngân cấp. Nhiếp Ân đột nhiên nhớ cái gì dò nói. Nhiếp Ly thoáng chợt trầm mặc một lát, chợt gật đầu. Lúc này tựa hồ không cần giấu giếm hai người Nhiếp Hải cùng Nhiếp Ân. Được Nhiếp Ly xác nhận, Nhiếp Hải và Nhiếp Ân đều khiếp sợ nhìn Nhiếp Ly, ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều nhớ rõ, mấy tháng trước Nhiếp Ly vừa mới tới Thanh Đồng một sao, nhanh như vậy đã tới Bạch Ngân cấp. 13 tuổi Bạch Ngân yêu linh sư, lão thiên ơi, nhất định là tuyệt thế thiên tài. Toàn bộ lịch sử của Quang Huy Chi Thành cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Yêu linh thứ nhất nhất định phải chọn cho tốt. Ngươi muốn chọn loại yêu linh gì, chúng ta sẽ nói để người có thể tham khảo. Nhiếp Hải trịnh trọng nói. Toàn thương hội bán yêu linh, xác suất là tốt nhất của phía Bắc Quang Huy Chi Thành. Đi đó hẳn có thể mua được đúng loại yêu linh mình cần. Bọn họ không biết Nhiếp Ly đã dung hợp ảnh yêu linh. Lần này hắn muốn đi cũng không phải là mua một loại phổ thông yêu linh đơn giản. Nhiếp Hải có thể nói gì cho hắn tham khảo? Ta tự có chủ ý của mình. Nhiếp Ly lắc đầu nói. Nhiếp Hải, Nhiếp Ân nhìn nhau, tất cả cười khổ không ngừng. Bọn họ hoàn toàn quên trước mắt này vị thiếu niên 13 tuổi căn bản không phải là người thường, nhất định là một tên yêu nghiệt. Bọn họ không thể thao túng bất cứ quyết định nào của Nhiếp Ly. Xe ngựa vùn vụt chạy nhanh đi. Nhiếp Ly khiến Nhiếp Hải tự mình xác định phía sau không có người theo dõi. Lúc này mới yên tâm, Nhiếp Ly vẫn có chút lo lắng sẽ có người theo dõi hắn, mặc kệ là thần thánh thế gia hay Hắc Ám Công Hội. Hai thế lực này đều quá khổng lồ. Tạm thời Hắc Ám Công Hội và thần thánh thế gia hẳn sẽ không chú ý tới hắn. Mấy siêu cấp thế lực này có thể khiến một thiếu niên 13 tuổi để ý sao? Phòng chừng đến khi Hắc Ám Công Hội và thần thánh thế gia bắt đầu chú ý tới hắn, Nhiếp Ly đã triển thành đến mức mà bọn hắn không thể ứng phó. Toàn Linh Thương Hội phòng khách quý. Sau khi đám người Nhiếp Ly từ Hồng Nguyệt đấu giá sở đi ra, Toàn Linh Thương Hội đã biết đến đây là người giàu mới nổi, lập tức đem đám người Nhiếp Ly nghênh đón và thương phòng khách quý. Tiếp đãi ba người Nhiếp Ly là một lão giả tóc bạc trắng, là thương hội đại trưởng quỹ của Toàn Linh Thương Hội tên Thiệu Minh Phong. Làm trưởng môn nhân của Toàn Linh Phong Thương Hội, tin tức Thiệu Minh Phong rất mau lẹ. Thiên Ngân Thế Gia tại Hồng Nguyệt đấu giá ra tay hào phóng, tin tức này rất nhanh truyền đến lỗ tai hắn, cho nên Thiên Ngân Thế Gia đã bị liệt vào khách quý đặc biệt nhất. Ba vị thỉnh uống trà, rất nhanh liền truyền đến lỗ tai hắn. Thiệu Minh Phong cười tủm tỉm. Cảm ơn Thiệu trưởng quầy. Nhiếp Hải mỉm cười nói. Ta tới đây là muốn vì cháu trai của ta mua một yêu linh. Toàn Mộc Thương Hội chúng ta
tâm lý toàn ý phục vụ mỗi khách hàng. Thiệu Minh Phong mỉm cười nói, ánh mắt đánh giá một chút Nhiếp Ly. Không biết Nhiếp Hải gia chủ chuẩn bị mua loại yêu linh nào? Nơi này chúng ta có các loại yêu linh gì cũng có. Thiệu Minh Phong mỉm cười, ánh mắt đánh giá một chút Nhiếp Ly. Không biết Nhiếp Hải gia chủ chuẩn bị mua loại yêu linh nào? Thiệu Minh Phong cầm một tập mặt trên vẽ các loại yêu linh, chừng mấy trăm chủng loại, mặc kệ là chủng loại, thuộc tính vân vân, đều được ghi rất rõ cùng cái giá cả. Toàn Linh Thương Hội là nơi giao dịch yêu linh lớn nhất. Quang Huy Chi Thành phía Bắc mỗi ngày đều sẽ từ các nơi mạo hiểm mua vào đại lượng yêu linh, sau đó buôn bán qua tay. Trong đó không thiếu một ít yêu linh quý trọng, đẳng cấp càng cao, càng hiếm thì càng cao. Chỉ cần mấy trăm ngàn yêu linh tệ liền có thể mua một loại yêu linh cần thiết, trải qua giám định giá sau, khả năng sẽ cao đến mấy trăm vạn, thậm chí là mấy ngàn vạn yêu linh tệ. Không biết Thiên Ngân Thế Gia sẽ mua loại cấp bậc yêu linh nào? Thiệu Minh Phong âm thầm nghĩ, phải xem Nhiếp Hải coi trọng Nhiếp Ly cỡ nào. Nhiếp Hải nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, Nhiếp Ly không có xem bản yêu linh tập, nhìn Thiệu Minh hỏi, thiếu trưởng quầy, ta tại nơi này mua loại yêu linh nào, ngài sẽ giữ bí mật hay không? Thiệu Minh Phong có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, gật đầu. Đương nhiên chúng ta vì từng khách hàng mà bảo mật, tuyệt đối không tiết lộ bất lộ cứ thông tin. Hảo, Nhiếp Ly hơi gật đầu nói, đem cái tập kia lại đây. Chỉ vào trong đó nói, mộng yểm yêu linh nơi này có bao nhiêu? Nghe Nhiếp Ly nói, Thiệu Minh Phong hơi sửng sốt, nhìn thoáng qua Nhiếp Hải. Nhiếp Ly là một tiểu hài tử, có thể tự mình giải quyết sao? Nhiếp Hải gật đầu. Thượng Minh Phong nói, mộng yểm yêu linh là thưa thớt nhất, cũng là yêu linh khó thuần phục nhất. Đề nghị của tiểu thiếu gia về con yêu linh này, ngàn vạn không cần lựa chọn. Mộng yểm yêu linh nơi này chúng ta tồn kho có chỉ tầm 50 con. Ta muốn mua tất cả, Nhiếp Ly nói, hy vọng thiệu trưởng quầy cho ta cái giá tốt nhất. Muốn mua tất cả? Thiệu Minh Phong húp một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly biết đó là bao nhiêu tiền không? Nhiếp Ly mua nhiều yêu linh như vậy sao? Một người nhiều nhất cũng chỉ dung hợp một con yêu linh mà thôi. Không sai, muốn mua tất cả, Nhiếp Ly chăm chú gật đầu. Nhiếp Hải, Nhiếp Ân cực độ khiếp sợ nhìn Nhiếp Ly, hồi sâu mới phục hồi tinh thần. Yên tâm, ta sẽ trả tiền, Nhiếp Ly lạnh nhạt nói. Thiệu Minh Phong nhìn về phía Nhiếp Hải, Nhiếp Hải cười khổ gật đầu. Thiệu trưởng quầy, đem mộng yểm yêu linh sở hữu lấy lại đây đi, chúng ta muốn mua tất cả. Được. Thiệu Minh Phong lộ ra thần tình kích động, mộng yểm yêu linh 1-2 tháng mới có thể bán đi một con, mà Nhiếp Ly muốn mua toàn bộ tồn kho, tuyệt đối đây là một loại đại khách hàng, vội vàng cung kính. Thấy chư vị một lần tính mua nhiều như vậy yêu linh, ta cam đoan cái giá tuyệt đối hữu nghị. Chúng ta tin tưởng thiệu trưởng quầy, chung quy về sau chúng ta vẫn còn tới đây mua nhiều loại yêu linh nữa, Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Từ miệng Nhiếp Ly nói ra, trong nháy mắt Thiệu Minh Phong đem Nhiếp Ly trở thành một cái đại nhân vật. Thật không biết tiểu hải tử này được giáo dục thế nào, nhất định là một người hiểu biết về yêu linh. Chư vị chờ ta lập tức đi lấy mộng yểm yêu linh, Thiệu Minh Phong vội vàng rời đi. Tiểu Ly, ngươi mua nhiều mộng yểm yêu linh như vậy làm gì? Nhiếp Ân nghi hoặc hỏi. Nhiếp Ly rất có tiền, ở trên đấu giá hội quăng tiền còn chưa nói, hiện tại lời này thì còn điên cuồng mua yêu linh. Cho là không có nơi tiêu tiền đi, chung quy một người cũng có thể dung hợp một yêu linh mà thôi. Ta tự cân nhắc, Nhiếp Ly cười nhẹ. Chương 72: Luyện chế yêu linh. Rất nhanh, Thiệu Minh Phong cầm một đống lớn yêu linh chi thạch trở lại. Yêu linh bị bắt xong sẽ bị phong ấn vào trong yêu linh chi thạch để cất giữ. Từng hàng yêu linh chi thạch xếp ra hàng ngang trên mặt bàn rậm rạp đồ sộ. Này chỉ là mộng yểm yêu linh bạch ngân cấp, giá 6 vạn yêu linh tệ. Này là mộng yểm yêu linh hoàng kim cấp, giá 30 vạn yêu linh tệ. Thiệu Minh Phong chỉ mấy viên yêu linh chi thạch, nhìn Nhiếp Ly giải thích. Yêu linh ngoài việc để yêu linh sư dung hợp, còn có thể phong ấn vào bên trong chiến giáp, để chiến giáp đạt được lực lượng cường đại,
Yêu linh bạch ngân cấp giá tương đối cao, động một cái đã mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn yêu linh tệ. Người thường căn bản không thể mua. Bất quá, đối với Nhiếp Ly mà nói hoàn toàn không vấn đề. Giá coi cũng rất hữu nghị, ta muốn mua tất cả. Nhiếp Ly gật đầu. Thiệu Minh Phong quay đầu nhìn người Nhiếp Hải, Nhiếp Ân. Nhiếp Hải, Nhiếp Ân nhìn nhau cười khổ. Thiệu Minh Phong vẫn đều là muốn trưng cầu ý kiến của hai người, nhưng hoàn toàn lại không biết hai người bọn họ không làm chủ được. Nhiếp Ly từ trong không gian giới chỉ đeo tay phải lấy ra một sấp yêu tinh tạp đặt trên mặt bàn. Đây là tiền chi trả. Thiệu trưởng quầy cứ đếm lại. Thấy Nhiếp Ly tự mình trả tiền, nhìn như ngọn núi nhỏ yêu linh tạp, Thiệu Minh Phong thâm thâm rung động. Thiên ngân thế gia này cũng quá mức tưởng tượng, cho một tiểu hài tử ẩn giấu trên người nhiều tiền như vậy. Bất quá Thiệu Minh Phong không có ý tưởng xấu, hắn là một đại thương gia đứng đắn, nếu Nhiếp Ly có thể trả tiền hoàn toàn không có vấn đề. Nhiếp Ly tay phải vừa động, đem 50 khối yêu linh chi thạch ném vào bên trong không gian giới chỉ. Còn mong thiên ngân thiếu gia về sau chiếu cố chúng ta nhiều một chút. Thiệu Minh Phong thu hồi lũ yêu tinh tạp, tươi cười dáng khiêm nhường. Từ lúc này hắn mở thương hội mua bán yêu linh tới nay, đây cũng là lần đầu tiên bán ra số lượng lớn như thế. Thiệu trưởng quầy không phải khách khí, chúng ta hôm nay còn muốn mua tiếp. Thiệu trưởng quầy không nhanh như vậy liền tiễn khách đi. Nhiếp Ly thản nhiên nhìn lướt qua Thiệu Minh Phong. Ấy, đâu dám, tiểu công tử còn muốn mua nữa ư? Thiệu Minh Phong hỏi. Nhiếp Ly thong dong trấn định, làm cho hắn nhàn nhạt áp lực. Hắn trong lòng cười khổ không thôi, thật là một thiếu niên 13-14 tuổi sao, đúng là yêu nghiệt. Đương nhiên, mộng điểm yêu linh chỉ là một bộ phận mà thôi, Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Thiệu Minh Phong trong lòng khiếp sợ khó hình dung, Nhiếp Ly đến tuột cùng là mua bao nhiêu yêu linh. Bất quá, làm ăn mở tiệm, hắn đương nhiên hy vọng bán càng nhiều càng tốt. Ta còn cần kịch độc yêu linh, phong tuyết yêu linh cùng cuồng chiến yêu linh. Thiệu trưởng quầy, đem mấy thứ này yêu linh toàn bộ trong kho mang ra lên đi. Lại còn muốn toàn bộ kho, lão thiên ơi. Bất quá rất nhanh, Thiệu Minh Phong liền vội vàng xun xoe, đem mấy yêu linh tồn tại trong kho đem tất cả. Mộng yểm yêu linh số lượng tương đối ít, các loại còn lại này, vài loại yêu linh số lượng liền lớn hơn nhiều. Có nhiều loại đạt tới mấy ngàn, thậm chí là hơn 1000. Bất quá cái giá trả ra so với mộng yểm yêu linh muốn cao hơn một ít. Tổng cộng là 6500 vạn yêu linh tệ. Thiệu Minh Phong thống kê một chút, chỉ là tính toán giá mấy yêu linh liền biến hắn thành một đầu đầy mồ hôi. 6500 vạn yêu linh tệ. Thiệu trưởng quầy kiểm tra một chút. Nhiếp Ly một lần nữa cầm ra 6500 tấm yêu tinh tạp, tràn đầy một bàn. Thiệu Minh Phong rung động không thôi. Từ khi mở thương hội tới nay, đây là lần đầu tiên hắn có nhiều tiền như vậy. Mấu chốt là ngần này tiền từ trong nhẫn không gian của một tiểu hài tử lấy ra, thực sự là làm cho người ta rung động. Thiệu trưởng quầy, thời gian sau còn muốn mua một lần nữa. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Thiệu Minh Phong nói. Tiểu thiếu gia chỉ cần phân phó, ta Thiệu Minh Phong tất nhiên toàn lực làm. Đến thời điểm chỉ cần phái người gửi lời cho ta, ta đem tất cả yêu linh đều đưa đến thiên ngân thế gia. Thiệu Minh Phong cung kính nói. Hắn đã không dám xem Nhiếp Ly là một tiểu hài tử, đây chính là khách hàng lớn nhất của hắn. Mỗi lần giao dịch so với hắn vài năm giao dịch còn muốn cao hơn. Hắn nhất định phải đem chiếu cố Nhiếp Ly thật tốt, bằng không nếu một khách hàng như vậy chạy mất, khóc chết đi thôi. Tốt, gia chủ, đại trưởng lão, chúng ta về đi. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Nhiếp Hải, Nhiếp Ân hai người, nói. Tốt, Nhiếp Hải cùng Nhiếp Ân gật đầu. Lúc đầu bọn họ chuẩn bị mang Nhiếp Ly đến Hồng Nguyệt đấu giá để mua tặng Nhiếp Ly một vài món đồ, cũng như Nhiếp Ly mở mang ánh mắt. Kết quả không nghĩ tới, ngược lại Nhiếp Ly mang theo bọn họ để bọn họ một lần trong đời thấy. Bây giờ khiến trái tim bọn họ vẫn còn bùm bùm kêu loạn. Cũng khó trách bọn họ, toàn bộ thiên ngân thế gia một năm thu nhập cũng mới có 100 vạn yêu linh tệ mà thôi, mà Nhiếp Ly một lần đi ra ngoài mua sắm cơ hồ tiêu 1 ức, mua yêu linh lại tiêu 6000 vạn, không bị dọa vỡ tim đã là rất tốt rồi. Nhiếp Ly mang theo Nhiếp Hải, Nhiếp Ân hai người hướng Thiệu Phong cáo từ,
cùng nhau cưỡi xe ngựa trở về Thiên Ngân Thế Gia. Một lần này xuất hành, mặc kệ là Nhiếp Ly hay Nhiếp Hải Nhiếp Ân đều là thu hoạch khá dồi dào. Nhiếp Hải Nhiếp Ân hai người vội vàng bận rộn triệu tập gia tộc thành viên. Bọn họ muốn phân phối các loại đan dược trên tay, khiến tộc nhân có thể tăng cường thực lực. Nhiếp Hải an bài cho nhà cả nhà Nhiếp Ly chuyển vào một tòa trạch viện độc lập bên trong Thiên Ngân Thế Gia. Cùng chỗ gia chủ chỉ có một vài bước, có thể nói đây là địa phương an toàn nhất của Thiên Ngân Thế Gia. Đối với an bài này của Nhiếp Hải, hắn rất vừa lòng. Nhiếp Ly ở nhà thả rất nhiều đan dược, yêu linh tạp linh tinh khiến gia nhân tùy thời lấy dùng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chính mình thì ở trong phòng sốc lòng tu luyện. Đến thời điểm trạng vạng, hiệp hội luyện đan sư bên kia truyền đến tin tức có một đám người thích khách ý đồ uy hiếp Dương Hân, muốn đoạt Mộng Yểm Yêu Hồ, bất quá bị hộ vệ Dương Hân kích sát. Nhiếp Ly lông mì hơi nhướn, bên trong Quang Huy Chi Thành dám làm chuyện như vậy, lá gan cũng quá lớn. Chẳng lẽ người muốn cướp đoạt Mộng Yểm Yêu Hồ cũng biết tác dụng của Mộng Yểm Yêu Hồ, bằng không sẽ không mạo hiểm làm ra sự tình như vậy. Dám làm chuyện như vậy, chỉ sợ ngoài Hắc Ám Công Hội thì không còn ai, mặc kệ là Thần Thánh Thế Gia hay Hắc Ám Công Hội, đều phải khẩn cấp giải quyết uy hiếp. Tuy rằng Nhiếp Ly đã thực lực tăng rất nhanh, nhưng mới chỉ bạch ngân cấp vẫn chưa đủ. Ảnh yêu linh hình thái thích khách tại phương diện ám sát xác thực phi thường cường đại. Xét các loại tình huống bình thường, ảnh yêu linh vẫn không cần tùy ý thi triển, kỹ thuật tốt vẫn có thể ưu thế. Bởi vì các loại năng lực của ảnh yêu linh khi không xuất hiện ra ngoài sẽ có thu đến rất nhiều hiệu quả, nhưng nếu quang minh chính đại thi triển đều khiến người biết và nghiên cứu, năng lực của ảnh yêu linh sẽ bị ức chế. Cho nên Nhiếp Ly còn muốn dung hợp nhiều yêu linh, bởi vì thiên đạo thần quyết có thể dung hợp 7 con yêu linh. Mỗi lần dung hợp một yêu linh, thực lực của Nhiếp Ly cùng tốc độ tu luyện sẽ diện rộng tăng lên. Đương nhiên Nhiếp Ly đối với yêu linh là phi thường hiểu biết. Trùng sinh trở về, Nhiếp Ly sẽ không dùng phổ thông rác rửa yêu linh. Sau khi có ảnh yêu linh, Nhiếp Ly đã chuẩn bị một ít di tích tìm yêu linh mới. Nhưng sau khi có Mộng Hiểm Yêu Hồ, Nhiếp Ly liền có ý tưởng mới, dùng Mộng Hiểm Yêu Hồ luyện chế yêu. Chương 73: Thần cấp trưởng thành. Nhiếp Ly lấy Mộng Hiểm Yêu Hồ ra, mặt trên miếng ngọc tối đen lóe ra sáng bóng, lộ ra từng đạo khí thức thần bí. Thứ này là một kiện thượng cổ chi bảo, không nghĩ tới lại xuất hiện trong đấu giá hội. Vậy nên Thiếu Ly Nhiếp Ly mới thu về. Nếu bỏ dỡ dịp may này, khẳng định Nhiếp Ly sẽ hối hận chết mất. Nhiếp Ly tay phải vuốt về Mộng Hiểm Yêu Hồ, đem một đạo linh hồn lực xuyên vào bên trong, đột nhiên quang mang bắn về bốn phía, cũng với Nhiếp Ly hình thành một cái liên hệ. Tác dụng của Mộng Hiểm Yêu Hồ, Nhiếp Ly cũng vỏn vẹn biết một ít da lông mà thôi, còn phải nghiên cứu nhiều hơn. Một trong các tác dụng của Mộng Hiểm Yêu Hồ mà là Nhiếp Ly biết đến là đem 10 cái yêu linh cùng thuộc tính bỏ vào trong. Mộng Hiểm Yêu Hồ sẽ tiến hành luyện chế, xác suất luyện chế ra một yêu linh cường đại, tuy nhiên có khả năng thất bại. Nhiếp Ly mua nhiều yêu linh như vậy là vì muốn luyện chế ra một yêu linh cường đại. Yêu linh thích khách hệ đã có, hiện tại cần nhất là có thể đối mặt với yêu linh chiến hình sư. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, hắn ước chừng mua hơn 2.000 cuồng chiến yêu linh. Hơn 2.000 cuồng chiến yêu linh này, không biết có thể hay không luyện chế một cái cuồng chiến yêu linh cường đại. Mỗi một yêu linh căn cứ vào sự cường độ linh hồn khác nhau mà chia thành thanh đồng, bạch ngân, hoàng cấp, hắc kim, truyền kỳ, vân vân. Đây là tiêu chuẩn của Quang Hy Chi Thành. Người thường cũng không biết khi các yêu linh lớn lên sẽ thay đổi năng lực. Theo đó, một ít yêu linh cấp thấp, nếu thuộc tính cường đại đem bồi dưỡng, về sau có thể tiến tới truyền kỳ yêu linh cũng không phải là không có khả năng. Đồng thời, một vài loại yêu linh đặc thù sau khi trưởng thành, so với yêu linh phổ thông cường đại hơn nhiều lần, tỉ như ảnh yêu linh của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đem một yêu linh thuộc tính chia làm 5 đẳng cấp, bao gồm kém, phổ thông, hoàn hảo, ưu tú, siêu việt và thần cấp. Ảnh yêu linh không thể nghi ngờ là yêu linh thần cấp thuộc tính. Ảnh yêu linh thực lực tăng lên không có giới hạn. Người bình thường căn bản không thể phân biệt thuộc tính của ảnh yêu linh như thế nào, duy chỉ có Nhiếp Ly biết, giống như con người kiểm tra linh hồn vậy. Thuộc tính yêu linh cũng có thể dùng linh hồn thủy tinh kiểm tra,
chỉ là phương pháp sẽ phân biệt khác nhau mà thôi. Khi dung hợp yêu linh thứ hai, ảnh hưởng sẽ phi thường sâu xa. Nghiệp Ly đương nhiên phải cẩn thận lựa chọn một chút. Dù không thể là yêu linh thuộc tính thần cấp, nhưng ít nhất cũng phải siêu việt hơn bình thường. Bằng không mua mộng yểm yêu hồ giá cao như vậy để làm gì? Nghiệp Ly lấy ra 10 khối yêu linh chi thạch, dùng linh hồn thủy tinh trắc nghiệm đẳng cấp của 10 con yêu linh này một chút. Linh hồn vân đoàn tán loạn, yêu linh cấp thấp. Linh hồn vân đoàn không trọn vẹn, yêu linh phổ thông. Rất nhanh, Nhấp Lì đã hoàn thành thí nghiệm với 10 con này. 7 cấp thấp kém, 3 phổ thông, Nhấp Lì không khỏi có chút thất vọng. Quả nhiên là phổ thông yêu linh lựa chọn một yêu linh có thuộc tính cao tương đối khó. Nhấp Lì có chút buồn bực thầm nghĩ. Nếu muốn ra một con yêu linh thuộc tính thần cấp giống như ảnh yêu linh, độ khó quá lớn. Bằng không lúc trước Nhấp Lì đã không mạo hiểm tiến vào di tích cổ Lan Thành. Bất quá những yêu linh rác rưởi mà Nhiếp Ly nói đến, nếu là bị người thường biết được, nhất định sẽ tôn sùng là chí bảo. Nhiếp Ly đem 10 con yêu linh bỏ vào trong mộng yểm yêu hồ, dùng linh hồn thúc giục mộng yểm yêu hồ. Chỉ thấy trong nháy mắt, mộng yểm yêu hồ không ngừng lóng lánh, phát ra đạo dị thải, lóa lên bên trong chảy xuôi xuống từng đạo vầng sáng. Nhiếp Ly có thể nhìn thấy 10 đạo quang ảnh không ngừng xoay tròn, chậm rãi dung hợp cùng nhau, cuối cùng hình thành thành một đoàn linh hồn lồng đậm. Đại khái 10 phút sau, quang mang của mộng yểm yêu hồ chậm rãi bình ổn. Một con yêu linh giống như tinh linh đang không ngừng du động bên trong mộng yểm yêu hồ. Nhiếp Ly đem con yêu linh này bắt lấy, lệnh cho nó bám trên một khối yêu linh chi thạch phổ thông, sau đó xem xét thuộc tính. Có vẻ là linh hồn vân đoàn hình hoàn chỉnh, đã là cấp bậc hoàn hảo. Mộng yểm yêu hồ quả nhiên không giống bình thường. Bất quá, hoàn hảo cấp bậc yêu linh còn xa xa mới đủ. Nhiếp Ly lắc lắc đầu, lấy trong ánh mắt của hắn tuyệt đối không để ý tới yêu linh cấp bậc hoàn hảo. Nhiếp Ly đem yêu linh cấp bậc hoàn hảo lại đặt một bên, sau đó cầm 10 khối yêu linh chi thạch bắt đầu kiểm tra. 10 yêu linh cuồng chiến là một yêu linh bò tót cấp bậc hoàn hảo, Nhiếp Ly lần lượt dung hợp luyện chế thành công. Cứ như thế, luyện chế thành công, luyện chế thất bại. Xác suất luyện chế thất bại cơ hồ rất nhỏ, mấy chục lần mới một lần thất bại, bất quá luyện chế hơn 60 lần. Tốt nhất vẫn chỉ là một yêu linh cuồng chiến cấp bậc ưu tú, còn lại đều là cấp bậc hoàn hảo. Không được, Nhiếp Ly lắc đầu, tăng lên mấy phần phẩm chất yêu linh, độ khó tương đối lớn, bất quá còn nhiều yêu linh như vậy, Nhiếp Ly sẽ không buông tha luyện chế. Hơn 2000 viên yêu linh không cần luyện chế là yêu linh cuồng chiến cấp bậc ưu tú. Tổng cộng chọn ra 60 cái, cấp bậc hoàn hảo tổng cộng có 200 cái. Những yêu linh bản thân thuộc tính bình thường tương đối cao. Qua 2 ngày thời gian, Nhiếp Ly không ngừng luyện chế, cứ một lần lại một lần đem từng cấp thấp phổ thông yêu linh dung hợp thành tốt, lại dùng hoàn hảo trở thành ưu tú. Cuối cùng còn lại hơn 90 viên ưu tú. Sau đó dùng mấy viên yêu linh cuồng chiến cấp bậc ưu tú dung hợp thành cấp bậc siêu việt. Càng lên cao, xác suất dung hợp thất bại càng lớn, cuối cùng thành công chỉ có dung hợp được 5 đầu yêu linh cấp bậc siêu việt. Nhìn 5 đầu cấp bậc siêu việt, Nhiếp Ly không cam lòng. 10 siêu việt yêu linh cấp bậc mới có thể dung hợp một lần thần cấp thuộc tính, hơn nữa xác suất thất bại cực kỳ lớn. Tại thời điểm dung hợp yêu linh cấp bậc siêu việt, thành công chỉ có một nửa. Nếu dung hợp thần cấp yêu linh, xác suất không quá 1/5. Hiệp hội luyện đan sư cứ một đoạn thời gian lại mang lời đến 10 ức yêu linh tệ. Sau đó Nhiếp Ly đi gặp Nhiếp Hải, Nhiếp Ân. Nhờ Nhiếp Hải, Nhiếp Ân giúp hắn thu mua một số lượng lớn yêu linh cuồng chiến, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Mỗi lần thu mua như vậy liền cho bọn hắn một ít thù lao. Nhiếp Ly cho bọn họ thù lao tương đối nhiều, bọn họ đương nhiên là tận tâm tận lực. Rất nhanh Nhiếp Hải, Nhiếp Ân liền chạy đến các thương hội giúp Nhiếp Ly mua về yêu linh cuồng chiến. Mất vài ức yêu linh tệ, Nhiếp Ly mua chừng đến mấy vạn cuồng yêu linh chiến, sau đó điên cuồng sử dụng mộng yểm yêu hồ. Theo số lần dung hợp càng ngày càng nhiều, Nhiếp Ly phát hiện mộng yểm yêu hồ cũng sinh ra một ít biến hóa rõ ràng. Nguyên bản hỗn độn yêu hồ trở lên trong suốt, thậm chí có thể thấy rõ ràng hình ảnh của yêu linh đang dung hợp bên trong mộng yểm yêu hồ. Nhiếp Ly trong lòng thoáng rùng, hắn nhận được mộng yểm yêu hồ có thời điểm yêu linh dung hợp mà hấp
thụ một phần lực lượng. Thời gian trôi qua, Mộng Yểm yêu hồ cũng sẽ trở nên cường đại hơn. Chương 74: Hổ nha gấu trúc. Ước chừng trôi qua 5 ngày, Nhấp Ly vẫn đều dốc hết sức dung hợp yêu linh. Rốt cuộc dung hợp ra 60 yêu linh tuyệt cấp. Hơn 60 cuồng chiến yêu linh tuyệt cấp, tổng cộng có thể dung hợp được 6 lần cuồng chiến yêu linh thần cấp. Không biết liệu có thể thành công được một lần không? Nhiếp Ly thầm nghĩ, và rồi tiếp tục luyện chế. Để vào 10 tuyệt cấp yêu linh trưởng thành, Nhiếp Ly thúc giục Mộng Yểm yêu hồ bắt đầu dung hợp. Quang mang lóe lên vô cùng huyễn lệ và chói mắt. Nhiếp Ly nhìn bên trong thấy mấy yêu hồ lóe ra 7 đạo quang mang với 7 màu sắc khác nhau. Mỗi một loại yêu linh màu sắc không giống nhau, hỗn hợp quang mang dần tụ lại một điểm. Không biết lần dung hợp đầu tiên sẽ thành công sinh ra cuồng chiến yêu linh gì đây. Nhiếp Ly chờ mong nghĩ, đồng thời mắt nhìn chằm chằm vào Mộng Yểm yêu hồ. Thời gian trôi qua, đột nhiên bên trong Mộng Yểm yêu hồ đoàn yêu linh kia oanh một tiếng rồi từ từ tiêu tán. Thất bại, Nhiếp Ly há miệng thở dốc, đau đớn không thôi. Chỉ với một lần thất bại như vậy đã tương đương với mấy ngàn vạn yêu linh tệ. Nháy mắt hóa thành hư vô, người bình thường như vậy thực là muốn khuynh gia bại sản. Tuy Nhiếp Ly có rất nhiều tiền, thế nhưng cơ hội thành công cũng không nhiều. Cơ hội chỉ có 6 lần. Lần đầu tiên liền thất bại thực rất buồn bực. Nhiếp Ly hít sâu một hơi, tiếp tục để vào 10 tuyệt cấp yêu linh trưởng thành, lại thúc giục Mộng Yểm yêu hồ tiến hành dung hợp. Qua 10 phút, Mộng Yểm yêu hồ bên trong oanh một tiếng lại tiêu tán. Lại thất bại, Nhiếp Ly tức muốn hộc máu. Trong chớp mắt, lại mấy ngàn vạn yêu linh tệ không cánh mà bay. Chẳng lẽ dung hợp yêu linh thần cấp thực sự khó như vậy? Nhiếp Ly mặc dù có chút buồn bực nhưng quyết không từ bỏ. Tổn thất một chút tiền không có là cái gì. Dù sao hiện tại thứ mà hắn có nhiều nhất chính là tiền. Nhiếp Ly lại ở đấy, 10 tuyệt cấp yêu linh tiến hành dung hợp lần thứ 3. Mấy con yêu linh tại đáy Mộng Yểm yêu hồ không ngừng biến hóa ảo diệu, từ từ chậm rãi mà dung hợp. Từng đạo huyễn lệ chói mắt sáng rọi không ngừng lóe lên. Hết đợt này đến đợt khác, linh hồn kịch liệt dao động từ bên trong Mộng Yểm yêu hồ từng đạo khuếch tán ra ngoài. Cảm giác được dòng khí tức linh hồn 7 màu bạc này, Nhiếp Ly toàn thân các lỗ chân lông đều đồng loạt mở ra. Linh hồn hải không ngừng hấp thụ linh hồn lực phân tán từ trong Mộng Yểm yêu hồ, toàn thân càng lúc càng ấm áp. 10 tuyệt cấp yêu linh không ngừng dung hợp, biến hóa ảo diệu, cuối cùng hình thành ra một yêu linh mới. Thành công! Nhìn thấy con yêu linh lặng lặng nằm bên trong Mộng Yểm yêu hồ, Nhiếp Ly hưng phấn không thôi. Đem con yêu linh này dung nhập vào một khối yêu linh chi thạch đã bày sẵn trên bàn, cẩn thận xem xét. Yêu linh thuộc tính thần cấp, dùng linh hồn thủy tinh đã xem xét ra thiên phú của con yêu linh ra sao. Nhiếp Ly không khỏi mừng như điên. Sau hai lần thất bại, rốt cuộc cũng có một con thần cấp yêu linh. Con yêu linh này là một con minh hổ yêu thú thuộc hệ cuồng chiến, lực lượng vô cùng mạnh. Cơ bản nó sở hữu những đặc tính không khác biệt với minh hổ bình thường là bao. Chỉ khác minh hổ bình thường là toàn thân nó phủ một tia ám sắc kim trúc, đỉnh đầu mọc một đôi sừng vô cùng sắc nhọn, đồng thời trên lưng cũng mọc rất nhiều gai. Đây thực sự là con minh hổ sao? Nhiếp Ly không khỏi âm thầm kinh hãi, bởi vì con yêu linh này được dung hợp từ các con yêu linh có thuộc tính khác nhau mà tạo thành, cho nên nó thuộc tính cũng khác với các yêu linh thông thường. So với các yêu linh thông thường thì cường đại hơn rất nhiều. Bình thường minh hổ chiến yêu linh đã là tương đối cường đại, không biết phiến biến hóa này có năng lực gì. Nghĩ như vậy, Nhiếp Ly liền bỏ minh hổ này trước thu vào trong tinh thạch, sau đó tiếp tục dung hợp yêu linh. Kế tiếp có 3 lần dung hợp nữa. Trong 3 lần dung hợp kế tiếp, vận khí của Nhiếp Ly là vô cùng tốt. 3 lần dung hợp thì thành công những 2 lần. Trong đó có một con toàn thân đầy lân giáp, lưng sinh 2 cánh, xích huyết ma báo. Còn có một con cự nhiên làm con hổ nha gấu trúc. Nhìn thấy con yêu linh thứ 3 cự nhiên làm con hổ nha gấu trúc, Nhiếp Ly choáng váng. Con hổ nha gấu trúc này béo phị, trên người da lông đen trắng giao nhau, có dáng điệu thơ ngây khả ái,
thoạt nhìn không có bất cứ tính công kích gì. Nó thực thiên về yêu linh hệ cuồng chiến sao? Thật sự là có rất nhiều điểm không rõ, nên Nhiếp Ly liền thử nghiệm thuộc tính của con yêu linh này một chút. Xác suất thần cấp không sai. Hổ nha gấu trúc phi thường là đê đẳng yêu thú, cơ hồ không có bất cứ tính công kích gì, cuối cùng hình thành số lượng vô cùng ít ỏi, không có mấy. Không biết là ai cự nhiên săn bắt một con hổ nha gấu trúc yêu linh. Hơn nữa, làm cho người ta ngạc nhiên, Mộng Yểm yêu hồ tại thời điểm dung hợp yêu linh thường là yêu linh cường đại nhất thâu tóm vài tiểu yêu linh, cuối cùng mới sinh ra một con yêu linh mạnh mẽ nhất như Minh Hổ, Xích Huyết Ma Báo, đều là những con yêu linh vô cùng cường đại. Còn hổ nha gấu trúc này như thế nào lại thâu tóm được nhiều yêu linh khác như vậy, sau đó còn sống nữa, thực là hiếm lạ. Nhiếp Ly không khỏi cảm thán. Hắn cẩn thận đánh giá một chút con hổ nha gấu trúc, mặc kệ là Minh Hổ hay Xuyết Xích Huyết Ma Báo, yêu linh sau khi thôn phệ nhiều thuộc tính, át hẳn sau này bản thể sẽ phát sinh một ít biến hóa đặc thù. Giả dụ như Minh Hổ mọc sừng cùng gai sau lưng, Xích Huyết Ma Báo thì lại xuất hiện vảy cùng cánh, nhưng con hổ nha gấu trúc hầu như không thay đổi, cùng con hổ nha gấu trúc bình thường giống nhau như đúc. Trầm mặc một lát, Nhiếp Ly đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Mộng Yểm yêu hồ tại thời điểm luyện chế yêu linh, dung hợp yêu linh càng về sau càng tiến hóa, mặc kệ là Minh Hổ hay Xích Huyết Ma Báo đều là như thế. Thế nhưng con hổ nha gấu trúc lại hoàn toàn không bất cứ thay đổi. Có chăng phải nói con hổ nha gấu trúc này rất có khả năng đã là hình thái cường đại nhất? Tuyệt đại bộ phận đặc tính của yêu linh Nhiếp Ly đều rất rõ ràng, nhưng đối với loại hổ nha gấu trúc lại có điểm không rõ ràng, bởi vì loại hổ nha gấu trúc này là yêu thú quá yếu, cơ hồ không ai lựa chọn yêu thú này dung hợp. Có lẽ hổ nha gấu trúc cũng không phải đơn giản như vậy. Nhiếp Ly trầm mà một lát nghĩ, cẩn thận cảm thụ con hổ nha gấu trúc yêu linh. Hắn cảm giác được hổ nha gấu trúc này trên người có hai loại thuộc năng lượng bất đồng. Hai loại năng lượng này hoàn toàn bất đồng nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau, hình thành thế cân bằng vô cùng kỳ diệu. Âm dương cân bằng trong giới tự nhiên, đây đúng là hình thái hoàn mỹ nhất. Trong mắt hổ nha gấu trúc, quang mang thâm thúy, tựa hồ lưu lại một tia ý thức, cùng yêu linh bình thường hoàn toàn khác biệt. Thường yêu linh sau khi chết liền không còn ý thức, thực sự kỳ quái. Bất quá ta đã quyết định, ta muốn dung hợp người làm yêu linh thứ hai. Nhiếp Ly mỉm cười, đem Xích Huyết Ma Báo, Minh Hổ hay yêu linh thú thu lại. Cuồng chiến yêu linh chỉ cần dung hợp một con là đủ, dung hợp nhiều quá thành ra lãng phí. Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu hai tên tiểu tử kia cũng thích hợp sử dụng cuồng chiến yêu linh, hai con thần cấp yêu linh liền cho bọn họ đi. Nhiếp Ly thầm nghĩ. Về phần đám người Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi, Nhiếp Ly đã chuẩn bị cho bọn họ một yêu linh khác. Như Diệp Tử Vân thích hợp với hệ phong tuyết, Tiếu Ngưng Nhi thích hợp với hệ phong lôi. Yêu linh hệ phong tuyết cùng phong lôi so với cuồng chiến yêu linh thì có chút khó kiếm hơn. Bất quá Nhiếp Ly hiện tại tiền bạc không thiếu, tiền đơn giản chỉ là giấy, tiền cũng chỉ là kim loại, ta đây vứt đi cũng không biết hết, nhưng tính về độ đẹp trai thì còn thua xa. Ngồi xếp bằng một chỗ, Nhiếp Ly bắt đầu dung hợp một con hổ nha gấu trúc yêu linh, đem con yêu linh này chậm rãi dung hợp vào bên trong linh hồn hải. Chương 75 Chiến ký. Con hổ nha gấu trúc này đã tiến vào linh hồn hải của Nhiếp Ly, chiếm cứ một khu vực cùng ảnh yêu linh duy trì khoảng cách nhất định. Ảnh yêu linh tựa hồ đối với hổ nha gấu trúc yêu linh có chút kiêng kỵ, không dám nhúc nhích, mà hổ nha gấu trúc tựa hồ cảm giác được khí tức của ảnh yêu linh, không dám tới gần, song phương đề phòng lẫn nhau. Hổ nha gấu trúc cùng linh hồn hải của Nhiếp Ly từ từ chậm rãi dung hợp, giữa hai người giới hạn dần dần được thu hẹp. Trong đầu Nhiếp Ly thỉnh thoảng lóe qua một tia thân ảnh đấu phị, thân ảnh này dáng điệu thơ ngây khả cúc, tay đu cảnh trúc, trúc không ngừng cắn xé, lương một cây đại thụ chậm rãi bò hướng lên trên, cuối cùng phù phù một chút rơi xuống. Đây là hình ảnh hổ nha gấu trúc khi còn sống truyền vào đầu Nhiếp Ly. Nhiếp Ly không khỏi cười nhẹ, tiểu gia hỏa này rất khả ái. Đại khái sau 2 giờ, Nhiếp Ly cùng hổ nha gấu trúc dung hợp hoàn thành.
Sau khi dung hợp hổ nha gấu trúc yêu linh, hai con yêu linh cùng nhau chống đỡ linh hồn hải của Nhiếp Ly, khiến cho linh hồn hải Nhiếp Ly điên cuồng khuếch trương, mở rộng gấp 2 lần. Linh hồn hải cũng sùng sục mãnh liệt lên. Bên trong linh hồn hải của Nhiếp Ly, linh hồn lực hóa thành hai đạo. Hai đạo linh hồn lực càng không ngừng lưu động, hỗ trợ lẫn nhau. Một cỗ bằng bạc lực lượng mãnh liệt phóng ra, oanh. Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn lực hắn tăng cường. Dùng linh hồn hải thủy tinh kiểm nghiệm một chút, Nhiếp Ly phát hiện linh hồn lực của mình đã tăng đến 2000, đạt tới cảnh giới bạch ngân 2 sao. Dung hợp một con hổ nha gấu trúc khiến thực lực Nhiếp Ly trực tiếp tăng một tầng. Hết thảy đều tại trong Nhiếp Ly, hắn chủ ý cũng không phải tăng tu vị, mà là thiên phú năng lực của con hổ nha gấu trúc. Cảm thụ được một ít đặc tính của hổ nha gấu trúc, Nhiếp Ly ánh mắt sáng lên, thả người nhảy vút lên thẳng phía sau núi. Phía sau núi bên trong một mảnh sơn lâm, nơi này yên tĩnh không người, bình thường không có người nào đến. Nhiếp Ly chuẩn bị thi triển một chút chiến kỹ thuộc về hổ nha gấu trúc. Giống, Nhiếp Ly gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng, cùng hổ nha gấu trúc yêu linh dung hợp, cơ nhục bạo khởi, trên người phủ đầy lông đen trắng, tứ chi trở lên vô cùng tráng kiện, trên 5 ngón tay cũng mọc ra lợi chảo bén nhọn. Lôi đình trọng kích, cả người đều tràn ngập lực lượng không thể phát tiết. Nhiếp Ly một trường hướng cây đại thụ đánh tới, oanh. Một cây đại thụ mà một người mới có thể hai tay ôm được, theo tiếng là tiếng cây đứt gãy, ầm ầm ngã xuống, oanh một tiếng bụi đất đầy trời. Một cây đại thụ bị đánh đổ, cảm thấy sức mạnh thật khủng khiếp. Nhiếp Ly lông mi nhíu nhíu, thực lực của hổ nha gấu trúc này có điểm vượt qua sức tưởng tượng của chính mình. Lại thêm Nhiếp Ly có sự lý giải trong chiến đấu, đừng nói là bạch ngân cấp, dù là hoàng kim cấp Nhiếp Ly cũng dám đánh. Trừ trường kích, không biết cái gì có chiến ký khác. Nhiếp Ly cuồng bạo gầm một tiếng, thúc giục lực lượng bên trong hổ nha được gấu trúc, oanh một tiếng, chung quanh hổ nha gấu trúc hình thành một khí tràng cường đại, đại khái phương viên tầm 5 mét. Nhiếp Ly có thể khống chế được sức mạnh trong 5 mét. Trọng lực khí tràng thực tốt, chiến kỹ quý hiếm. Nhiếp Ly trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới hổ nha gấu trúc khi thi triển chiến kỹ đặc thù như vậy. Trọng lực khí tràng là một chiến kỹ trong chiến đấu khó có thể phòng bị, chọn yêu linh hổ nha gấu trúc thực là một món hời. Nhiếp Ly tiếp tục nghiên cứu chiến kỹ của hổ nha gấu trúc, bởi vì Nhiếp Ly đối với loại yêu linh như hổ nha gấu trúc hoàn toàn không biết chút xíu gì, rất nhiều chiến kỹ cần khai phá. Bất quá dung hợp con hổ nha gấu trúc một lúc sau, trong đầu Nhiếp Ly sẽ chảy xuôi một loại tia ký ức của hổ nha, cho nên tìm hiểu thêm chiến kỹ mới của hổ nha gấu trúc, độ khó nhỏ đi rất nhiều. Còn có chiến kỹ thứ 3, Nhiếp Ly như thú rít gào một tiếng, trong miệng phun ra một luồng màu đen màu trắng, hai hình tròn quang cầu bị Nhiếp Ly phụt ra, hai viên cầu trên không trung vạch qua đạo đạo đường cong gấp khúc, đồng thời rơi lên một bãi đất trống, oanh. Này hai hình tròn quang cầu lộ tung một cỗ uy lực khủng bố hoành tạo, phương viên 10 mét toàn bộ bị phá lát, trên mặt đất lưu lại hố sâu, bên trong bùn đất cứng nham thạch đều bị nghiền nát. Lúc này Nhiếp Ly có chút há hốc mồm, quá tốt, lực lượng quả thực cường hãn, nguyên khí bạo. Nhiếp Ly tựa hồ nghe nói một chiến kỹ như vậy, đem nguyên khí trong cơ thể phụt ra oanh kích lên trên địch nhân tạo thành bạo tặc. Bất quá phổ thông nguyên khí bạo đều là một tia, mà Nhiếp Ly thi triển nguyên khí bạo đồng thời phun hai tia, tạm thời gọi nó là quang ám nguyên khí ấy đi. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, một đen một trắng, hai quang cầu thực kinh người. Nhiếp Ly cảm thụ một chút, quang ám nguyên khí không thể thi triển quá nhiều lần, thi triển 5 lần toàn thân sẽ bị khí lực hao hết. Trọng lực khí tràng phối hợp với quang âm nguyên khí bạo tuyệt đối là chiêu số phi thường cường đại. Nhiếp Ly cảm giác được con hổ nha gấu trúc này còn có rất nhiều chiến kỹ vẫn chưa được khai phá. Tin tưởng tương lai, theo Nhiếp Ly, thực lực của hổ nha gấu trúc không ngừng tăng lên, có thể thi triển ra càng nhiều chiến kỹ mạnh hơn. Tuy rằng kiến thức rất nhiều loại yêu linh, nhưng dung hợp hổ nha gấu trúc, Nhiếp Ly rất hưng phấn. Mặc kệ là ảnh linh hay hổ nha gấu trúc,
đều là thần cấp trưởng thành tính. Bất cứ loại nào cũng đủ để khiến cho thế nhân điên cuồng. Nhấp Ly đem hổ nha gấu trúc một lần nữa thu hồi vào trong linh hồn hải. Hổ nha gấu trúc trước mắt chỉ là một yêu linh thanh đồng cấp. Nhấp Ly không ngừng thúc giục linh hồn lui lắng, một bên luốt thối hồn đan tiến hành bổ sung. Lúc này trong linh hồn hải của Nhấp Ly, hổ nha gấu trúc càng không ngừng trương miệng cuồng luốt mãnh liệt. Như vậy tu luyện giả đều lại đại lượng linh hồn lực lùi yêu linh. Tuy rằng thực lực của yêu linh là một bộ phận tạo lên yêu linh sư, nhưng chung quy yêu linh là có thể đổi mới, nuôi lớn cho yêu linh tăng tu vị vẫn không bằng tăng thực lực của bản thân. Thực lực bản thân càng cường đại, sau đó yêu linh sẽ cường đại hơn. Bất quá ý tưởng của Niếp Ly không giống người bình thường, mặc kệ là hổ nha hay là ảnh yêu linh, hắn đều chuẩn bị bồi dưỡng tốt cho cả hai. Không ngừng thôn phệ linh hồn lực, cấp bậc của hổ nha gấu trúc không ngừng kéo lên. Oanh một tiếng, cuối cùng đã đạt tới bạch ngân cấp. Đến bạch ngân cấp bậc, tốc độ của thôn phệ linh hồn lực hổ nha gấu trúc cũng chậm xuống, cơ hồ là ổn định. Thực lực yêu linh tăng lên, cùng yêu linh sư quan hệ rất lớn. Yêu linh cùng yêu linh sư thực lực phải tương đương. Khi yêu linh trưởng thành gần bằng yêu linh sư sẽ chậm lại. Chỉ có một số ít yêu linh có thể trưởng thành vượt quá chủ nhân. Hổ nha gấu trúc thuộc về yêu linh thần cấp trưởng thành tính, tương lai thực lực sẽ vượt quá Nhiếp Ly là chuyện rất bình thường. Bất quá cũng cần Nhiếp Ly chậm rãi bồi dưỡng. Một, không thể trở thành mạnh nhất trong thời gian ngắn, như vậy mà lui đến bạch ngân cấp đã là không dễ dàng. Tăng đến bạch ngân cấp, Nhiếp Ly quát khẽ một tiếng, lại một lần nữa triệu hồi ra hổ nha gấu trúc, để cho hổ nha gấu trúc bám vào thân thể. Tu vị của Nhiếp Ly đột nhiên bạo tăng so với lúc trước, cường đại hơn. Tuy rằng chỉ mới là bạch ngân cấp, nhưng yêu linh sư hoàng kim cấp hẳn không là đối thủ của ta. Nhiếp Ly mỉm cười, thực lực yêu linh thần cấp trưởng thành tính, căn bản người thường không thể tưởng tượng. Chương 76, lượng giải. Thời điểm Nhiếp Ly đang tu luyện, chuẩn bị tiếp tục đào sâu nghiên cứu chiến kỹ của hổ nha gấu trúc, xa xa bên trong tùng lâm, hai thân ảnh vút bay đến. Ân Nhiếp Ly khẽ nhíu mày, hướng xa xa nhìn. Vù vù, hai thân ảnh rơi xuống là hai người Nhiếp Hiểu Phong cùng Nhiếp Hiểu Nhất. Là ai dán cam đảm tại trong lãnh địa của thiên ngân thế gia chúng ta làm càn? Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật ánh mắt dừng lại trên người thân ảnh Nhiếp Ly sau khi biến hóa. Nhiếp Ly thúc giục yêu linh hổ nha cấu trúc dung hợp, thân hình biến lớn hơn rất nhiều, diện mạo cũng biến hóa, làn da trần bao trùm, lông đen lông trắng. Hai người bọn họ không thể nhận ra Nhiếp Ly cũng giống bình thường. Là bọn họ, Nhiếp Ly đứng tại chỗ khẽ nhíu mày. Tuy rằng Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật cùng mình có một chút bất hòa, nhưng chung quy sự tình bên trong gia tộc, kiếp trước hai người bọn họ cũng là yêu linh chiến đấu, cuối cùng cũng anh dũng chết trận, cho nên Nhiếp Ly không chuẩn bị đem bọn họ tiếp tục đối đầu. Hơn nữa, Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật trong gia tộc thân phận địa phụ địa vị đã hoàn toàn kém Nhiếp Ly. Nhiếp Ly hoàn toàn đem hai người bọn họ không để trong lòng. Nhiếp Ly thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, biến về bộ dáng. Là ta, Nhiếp Ly thản nhiên nói. Là ngươi? Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật hai người kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly, trong lòng rung động khó có thể hình dung. Cái hình thái vừa rồi là trạng thái của Nhiếp Ly dung hợp yêu linh. Bọn họ nhìn lướt qua bên cạnh đại thụ ngã xuống, còn trên bãi đất trống một cái hố sâu, trong mắt toát ra thần sắc. Bọn họ ấn tượng Nhiếp Ly vẫn chỉ là một yêu linh sư tu vị chưa đạt tới thanh đồng một sao, không nghĩ tới trong thời gian ngắn Nhiếp Ly đã trở thành một yêu linh sư bạch ngân cấp. Nhìn Nhiếp Ly, bọn họ trong mắt không khỏi lóe lên một tia kính sợ. Đoạn thời gian này Nhiếp Vĩ mất chức đại trưởng lão, mà địa vị bọn họ trong gia tộc cũng xuống dốc rất nhiều, trong lòng buồn bực đừng nói đến. Tuy rằng bọn họ đối với trước mắt phi thường bất mãn, lại không dám nghĩ tới trả thù Nhiếp Ly. Bên trong gia tộc, các chi nhánh tuy rằng có một chút mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng từ khi thiên ngân thế gia sáng lập, tuyệt đối không cho phép tàn sát trong tộc. Nếu có chuyện xảy ra là trừng phạt rất nghiêm trọng, bọn họ cũng chỉ có chút ảo lão cùng ai oán mà thôi. Hơn nữa, địa vị của Nhiếp Ly hiện tại tại thiên ngân thế gia, bọn họ khó có thể chạm đến.
Trước đây bọn họ cảm giác Nhiếp Hải gia chủ là bị che mắt mới che chở cho Nhiếp Ly như vậy. Nhưng theo lời của gia chủ Nhiếp Hải tuyên bố, đan dược gia tộc vừa nhận gần đây nhất đều là Nhiếp Ly đưa cho, bọn họ trong lòng đã hoàn toàn chịu phục. Mặc kệ là ai, đối với gia tộc cống hiến lớn như vậy đều đáng tôn kính. Lại thêm hiện tại bọn họ phát hiện tu vị của Nhiếp Ly đã bạch ngân cấp, đối với Nhiếp Ly càng ngưỡng mộ. Bị hai người Nhiếp Hiểu Phong, Nhiếp Hiểu Nhật quấy rầy, Nhiếp Ly cũng không có tâm tình tiếp tục tu luyện, sửa sang lại quần áo một chút, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Nhiếp Ly rời đi, hai người Nhiếp Hiểu Phong, Hiểu Nhật cũng biết Nhiếp Ly đối với bọn họ hoàn toàn không có hảo cảm. Địa vị Nhiếp Ly ở trong gia tộc đã thay đổi, không muốn mượn cơ hội đối phó với bọn họ đã là quá tốt. Nhìn bóng dáng Nhiếp Ly, Hiểu Nhật vội vàng một bước nôn nóng, Nhiếp Ly xin đợi một lát. Chuyện gì? Nhiếp Ly quay đầu lại nhìn hư hiếng hai người Hiểu Phong, Hiểu Nhật. Hiểu Nhật mặt đỏ lên, hồi lâu sau nho nhỏ nói: Nhiếp Ly xin lỗi, trước kia trong gia tộc đủ loại sự tình là chúng ta không đúng, chúng ta xin lỗi người, mong người bỏ qua cho. Hiểu Phong cũng là cúi đầu nói: Mặc kệ hiện nay người đã trả thù chúng ta như thế nào, chúng ta đều nhận. Hiểu Nhật, Hiểu Phong hai người kiếp trước dù có điểm bá đạo nhưng làm người vẫn có chỗ rất quang minh. Tại thời điểm thiên ngân gia tộc rất nguy lan, cũng hết lòng bảo vệ cho nên Nhiếp Ly cũng không có làm cái gì cho bọn họ khó xử. Bất quá nghe được hai người Hiểu Phong, Hiểu Nhật hướng chính mình nhận lỗi, Nhiếp Ly vẫn là ngoài ý muốn. Hắn mỉm cười vẫy tay nói: Ta tha thứ cho các ngươi. Nghe được Nhiếp Ly nói, Hiểu Phong, Hiểu Nhật sửng sốt một chút. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ Nhiếp Ly cự nhiên dễ dàng như vậy liền tha thứ, trong đầu hoàn toàn không kịp nghĩ đến. Nhiếp Ly cười nhẹ nói: Ta cũng không phải là loại người độ lượng. Ta nghe nói gia chủ bởi vì cố kỵ ta đối với các ngươi không có đem đan dược phân cho các ngươi. Nhiếp Ly từ trong nhẫn không gian cầm ra một ít đan dược, tay phải vừa động đem đan dược ném cho hai người Hiểu Phong, Hiểu Nhật. Đây là của các ngươi. Nói xong, Nhiếp Ly trực tiếp xoay người chậm rãi rời đi. Hai người Hiểu Phong, Hiểu Nhật nhìn đan dược trong tay, lại nhìn Nhiếp Ly bóng dáng, mũi hơi cay cay. Trước kia chúng ta luôn tìm Nhiếp Ly gây phiền toái, lại không nghĩ rằng Nhiếp Ly rộng lòng như vậy. Trước kia thực sự chúng ta không đúng, Hiểu Phong tự trách nói. Nhìn bóng dáng Nhiếp Ly, trong lòng tràn ngập áy náy. Đúng vậy, so cùng với Nhiếp Ly chúng ta thật thẹn trong lòng. Đỗ Nhật cũng cúi đầu nói: Ca ca, Nhiếp Ly đại nhân đại lượng, không so đo với chúng ta, còn đưa chúng ta đan dược, thế nhưng chúng ta trong lòng vẫn có chút áy náy. Hiểu Phong, Hiểu Nhật hai người tuổi còn rất trẻ, trong lòng có điểm ngạo khí, nhưng bản tính đều không xấu, lần này đã hạ quyết tâm cùng Nhiếp Ly giải thích, không nghĩ Nhiếp Ly đối với bọn họ khoan dung như vậy. Bọn họ đối với Nhiếp Ly tràn ngập áy náy. Nếu là về sau Nhiếp Ly kêu bọn họ làm chuyện gì, bọn họ tuyệt nghĩa bất dung từ. Gần về đêm, Nhiếp Ly bên trong biệt viện của mình tu luyện. Trên mộng yểm yêu linh hồ, thỉnh thoảng hiện ra từng trận linh hồn lực tinh thuần dao động. Nhiếp Ly không ngừng hút vào, đem linh hồn lực này hóa thành linh hồn lực của bản thân. Nhiếp Ly cảm giác được linh hồn của mình lại tăng lên. Thời điểm Nhiếp Ly đang dốc lòng tu luyện, một bên đại biệt viện môn oành oành bị người khác gõ cửa mời vào. Nhiếp Ly không có đứng lên, cao giọng nói. Sau một lát, biệt viện mở ra, vài người vội vàng chạy đến. Đầu lĩnh Nhiếp Hải, phía sau là trưởng lão Nhiếp Ân cùng với cha mẹ Nhiếp Ly, thúc thúc Nhiếp Khai. Nhiếp Ly kinh ngạc nhìn thoáng qua mọi người, nghi hoặc: Phát sinh chuyện gì, như thế nào nhiều người cùng đến như vậy? Gia chủ đến, Nhiếp Ly thậm chí còn chưa đứng lên nghênh đón, ngược lại hỏi thăm Nhiếp Minh và Nhiếp Khai. Hai người không khỏi có chút khẩn trương, lo lắng lướt qua Nhiếp Hải, phát hiện Nhiếp Hải không có một tia khí sắc nào gọi là phẫn nộ. Bọn họ trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Bọn họ âm thầm nghĩ, sau này nhất định phải hảo hảo giáo dục Nhiếp Ly một chút. Tuy rằng địa vị Nhiếp Ly lúc này tại thiên ngân thế gia rất cao, nhưng cũng không thể vì thế mà tự cao, phải khiêm tốn. Nếu vẫn là hài tử trước kia, Nhiếp Ly khẳng định sẽ cung kính đối với Nhiếp Hải. Thế nhưng hiện tại thân, thậm chí kể là cả truyền kỳ yêu linh sư đứng trước mặt hắn, hắn cũng không có bao nhiêu tôn kính. Kiếp này hắn muốn trở thành một thánh hoàng, có thể cùng thánh đế nhất quyết phân biệt cao thấp, giúp Quang Huy Chi Thành đi ra khỏi chốn cảnh
Hiện tại bất quá hắn mới chỉ bước đầu mà thôi.